chúng con có nghèo, chúng con không không làm gì ra tiền, nhưng mà chúng con vẫn có nhau. Đúng rồi, chúng con nghèo nhưng chúng con vẫn luôn có nhau. Lòng cha mẹ các em phải dẫu nghèo vẫn luôn mừng. Ai ơi có tấm lòng chân nơi chỉ có một niềm mình, bao ngày bao đêm nở nằm mong nhớ, thao thức đêm mì dài nở thức thâu đêm đợi chàng. Chàng ơi có thấu tình em. Buồn quá dài. Người ta nói là cái buồn đời thì đợi thời gian trôi qua, chứ buồn ngủ thì không đợi được. Nó phải ngủ để bảo vệ nhan sắc, để mơ hoàng tử đến với nào. Đậu cha cái thằng chứ này, nhậu cha cái thằng vũ đại này. Tao hận ông Ba Kiên. Tao hận hết cái làng Vũ Đại này. Tao hận người sinh ra tao. Tao hận cho ố là la. Ở đâu mà giữa rừng chuối như thế này mà có một bông hoa xinh đẹp như vậy? Xấu dữ vậy trời ơi, không chịu được rồi. Em ơi, nhìn kỹ em duyên dáng quá. Em ơi, vô đây với anh nhanh lên. Vô đây, nhanh lên. Nhanh lên em. Nhanh lên. Anh Cương. Nhanh lên. Anh Cương. Anh Cương. Ôi trời. Nhìn nhỏ con thế kia khỏe phết. Mày mày đưa đâu ngủ vậy nè? Tao nằm mệt quá. Rồi nằm đây rồi. Hù vậy. Con nay ngủ đi con, nín đi con, khóc làm chi khiến cho lòng mẹ đây tựa như dao cắt. Cái gì vậy mày? Người ta kêu ru tình yêu. Ai kêu mày ru tình mẫu tử tao con mày hả? Trời ru lại đúng. Bây giờ thôi rồi nở đưa vào một giấc ngủ ngàn thung. Hả gì? Em giấc ngủ bệnh viện. Trời mà hai ru em chào bọng. Mà tôi bao mộng rồi. Chơi liền nợ. Hãy nên đi con. Hãy ngủ đi con. Mày sao đấy? Cái gì vậy nợ? Trời đất ơi, mày làm tao nhức đầu quá. Làm tao chóng mặt quá. Chốt rồi. Mày làm sao ta? Chốt rồi. Thôi rồi. Sốt rồi, cảm rồi, mới có tí thế thôi mà cảm rồi. Trời, dữ quá. Đừng ngồi đây. Nợ đi mua cho bắt cháu lòng. Mày chôn tao luôn đi. Tao đang sốt mà cho tao ăn cháu lòng. Cháu hành chứ không phải cháu lòng. Nhớ sai rồi. À rồi. Nợ sẽ có cháu hành. Đâu mày. Ra đi nợ. Nóng đấy. Để nở thổ rồi. Muốn hết sốt luôn vậy bà đợi. Anh đi là khỏi sốt đấy. Cảm ơn nợ. Mày liếm sạch quá, tí này tao mở phải rửa. Nợ, từ đó giờ trong cái làng Vũ Đại này không ai thương tao bằng mày hết nợ.
Con có ai mà nấu cho tao bát cháo hành mà nó ngon vậy chứ nè. Nơi có thể nào về ở chung phèo được không? Hả? Nợ việc chung với phèo á? Đâu mày. Phèo nói thật đấy. Thật. Thế bây giờ mình lấy nhau về mình làm cái gì được nhỉ? Tao không biết nữa. Nhưng mà mày không cần làm. Tao làm lò gạch được rồi. Còn mày, mày chỉ ngồi cái đó. Mày sinh cho tao một đứa con. Tao là cây nến hồng. Con mình là cây nến xanh. Mày là cây nến vàng. Ta ngọn nến lung linh thắp sáng gia đình văn hóa. Theo bây giờ này, nở là muốn sửa sang sắc đẹp, cho nên là nở phải làm một cái vấn đề gì đấy để coi như là kiếm tiền. Mày không cần làm gì á, mày cứ ngồi đó, mày chỉ cần mày ngồi đó mày chăm sóc con được rồi. Mày biết sao không? Bởi vì tao yêu mày á, là tao yêu cái tấm lòng của mày, chứ không phải tao yêu cái ngoại hình của mày, mày hiểu không? Nhưng mà nở, mày không cần biết, mày chỉ cần là nở của ngày hôm nay được rồi. Nở mới hát mà, nở hát để kiếm tiền được đấy. Mày biết hát nữa hả? Ừ. Hát gì? Bê lô ghê. Bô lê rô bà nội. Bê lô ghê. Mày bê không? Mày bê lô ghê. Rồi. Nhắm làm được không? Hát được rồi. Nhạc bê lô ghê xin phép bắt đầu. Cái đó thính phòng. Cái đó là thính phòng. Chứ không phải bô lô ghê. Thế thì thính phòng nha. À. Mở hát thính phòng nha. Ôm mê lê, mê lê, ôm mê lê, mê lê đời ta, ôm mê lê đời sống với cung đàn, tiệc tình ca giao phim rồi ca vang, cái gì nữa mày? À bắt tay, bắt tay, bắt chùm mặt trên, chùm phê trên, chùm kè. Cái chi nhở mày? Họ bên sao mình đến lời bên đi. Tao cài không có gì cả. Tao cũng đâu thuộc lời đâu mày hỏi tao. Mày điên hả? Không nói nhiều nữa. Về lò gạch. Nhanh, về với phèo, nhanh lên. Cứ khi tôi đi. Nở. Lẹ đi rồi về. Mấy con yêu nghiệt. Ai cho tụi bay hồn? Mày hết chuyện rồi hả nở? Mày không biết cái thằng Chí Phèo này á, là nguyên cái làng vũ đại mình á, ai cũng ghét nó hết. Mà nghĩ sao mày yêu nó vậy nở? Thế thì nở cái làng này cũng có ai quý nở đâu, ngoài thằng Phèo ta thôi. Mày nghĩ sao vậy nở? Cái mùi đàn ông nó làm cho mày lú rồi. Mày làm cái gì vậy? Mày gặp trai một phát là cái estrogen trong người mày nó trỗi vậy à? Cô mày buồn mày lắm. Cô mày khóc đây. Bà ghé gì vậy? Bà làm gì vậy? Thôi mà cô, nợ biết là cô khổ rồi. Nợ hiểu tấm lòng của cô lắm. Nhưng mà từ nhỏ tới lớn là cô đã cô đơn rồi, thì còn một chút nữa thì cô đơn cho nó hết luôn đây. Ê cái gì nó kỳ kỳ, bay. Không đáng ra tâm lý là bay phải an ủi rồi bay về với tao chứ. Thế bây giờ con có đồng ý cho con với Phèo làm vợ chồng không? Không. Không hả? Không thì con đi. Tao đồng ý. Mày làm cái gì mà mày thấy trai một cái là mày đi theo mùi hương của nó à? Ôi, cô của con. Ôi khôi là khôi, từ nay trở đi ai với nhau mỗi câu nữa. Cô ơi là cô ơi. Ôi, tao chưa có chết nữa. Ê không, ấy giờ tao ngồi đây mày lấy ba cây nhang mày thỉnh lên đầu tao luôn nha. Con học trước đi, mà sau cô chết con khóc là vừa. Ôi là vậy á hả? Ê cái con kia mày có hiếu với tao quá vậy? Nợ là như thế mà. Rồi còn mày nữa. Thôi không ơi, cô cho Phèo yêu nở rồi không cô? Con hứa với cô là con sẽ chăm sóc nở, con sẽ bảo vệ cho nở, con sẽ cùng nở xây dựng mái ấm gia đình. Cô cho nở đi với con nha. Con nghĩ là con đi với nó con sẽ toàn thay không con?
Chứ mà cô thấy nó nói chuyện với cô mà sao mà nó giống như là muốn ăn tươi nước sống cô vậy? Con hứa với cô một điều là khi dù chúng con có nghèo, chúng con không làm gì ra tiền, nhưng mà chúng con vẫn có nhau. Đúng rồi, chúng con nghèo nhưng chúng con vẫn luôn có nhau. Lòng cha mẹ các em mai, dẫu nghèo vẫn luôn mừng bền. Mày nín ngay. Mày hát dở tính khùng. Mày hát tao không thể vào nổi. Mày hát kiểu gì vậy, để cái chỗ cho tao vào với chứ. Mày hát tranh hết cả chỗ tao rồi còn gì. Này à, vậy mày hả? Hát ngang lắm. Cho nên vai của mày đến đây là hết. Cả bà cô nữa, vào trong đi. Mỗi người 500.000 tiền phục diễn. Hả? Mày làm gì? Bởi vì là tao đã hứa rồi, lần trước là tao chỉ diễn 5 phút thôi. Còn 2 phút là để tao nói chuyện, hiểu chưa? Mày là vậy luôn hả? Rồi, vào. Đi vào.